Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam. Liên Hợp Quốc hỗ trợ kéo dài thời gian gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Thưa quý vị và các bạn, sáng 15 tháng 3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì khai mạc phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này chuẩn bị các nội dung rất quan trọng cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, gồm 7 dự án luật và một số dự án đầu tư, bao gồm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý 3 dự án luật đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, cho ý kiến về 3 dự án luật khác dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5. Trong đó, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi có nhiều nội dung liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án hồ chứa nước Paket, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Dự kiến nội dung này sẽ được dành một ngày, ngày 20 tháng 3. Ngân hàng Nhà nước dự kiến quản chặt hơn tình trạng sở hữu chéo và lạm quyền cấp tín dụng cho một nhóm cổ đông tại nhà băng. Nội dung này nằm trong dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến. Cơ quan soạn thảo dự kiến siết chặt hơn giới hạn về cho vay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của một hoặc một nhóm cổ đông tại ngân hàng. Theo đó, dư nợ cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng dự kiến giảm từ mức 15% như hiện hành xuống còn 10%, tính trên vốn tự có nhà băng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, giảm so với quy định hiện hành là 25%. Cách đây 70 năm, ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại khu đồi cọ xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 147SL về việc thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, mở ra con đường xây dựng, phát triển nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trong sáng nay, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam. 7 thập kỷ qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, làm tròn nhiệm vụ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và hội nhập mạnh mẽ với điện ảnh khu vực và thế giới. Trong bước chuyển của nền kinh tế đất nước, điện ảnh Việt Nam đang thích ứng và nỗ lực huy động tiềm năng sáng tạo của đội ngũ, tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội để cùng sự hỗ trợ của nhà nước phấn đấu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam với năng lực sản xuất cao để tạo ra lượng sản phẩm điện ảnh dồi dào, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng, thẩm mỹ, thỏa mãn nhu cầu giải trí lành mạnh ngày càng cao của công chúng. Đối với những nghệ sĩ cách mạng như chúng tôi đây thì rất yêu nghề và xin gửi gắm những tình cảm chân thành của những người nghệ sĩ tới quý vị khán giả. Quý vị khán giả là nguồn động lực để cho chúng tôi duy trì được nghề và từ chúng tôi lại truyền đạt tới các em sau này. Nếu chúng ta có được những cái sự hỗ trợ đầu tư từ phía nhà nước, từ các cơ quan chức năng, từ các cái quỹ điện ảnh, chúng ta có những cái sự đầu tư xứng đáng cho các cái tác phẩm và đối với tác giả, đặc biệt là các tác giả đang có những cái tìm tòi, các cái sự sáng tạo, thì tôi tin rằng là cũng có sự hy vọng là điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới có những bước khởi sắc và từng bước có những cái bước phát triển cao hơn, xa hơn. Các đại biểu cũng tin tưởng với đội ngũ những người làm công tác điện ảnh trẻ và toàn ngành điện ảnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước để đưa điện ảnh nước nhà phát triển bền vững, phấn đấu làm nên những tác phẩm lớn xứng đáng với sự nghiệp đổi mới vĩ đại, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 chỉ hướng. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, Liên Hợp Quốc đang khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực nhằm tiếp tục gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc,
sáng kiến ngũ cốc biển đen trong bối cảnh thời hạn thứ hai hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Các cuộc đàm phán giữa giới chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc và Nga tại Geneva đã kết thúc trong động thái phái đoàn Nga khẳng định chỉ nhất trí gia hạn trong thời gian 60 ngày, tương đương 1/2 thời gian gia hạn của thỏa thuận ban đầu. Do vẫn còn khúc mắc liên quan tính toàn diện của thỏa thuận này, trước động thái trên, Ukraine cho rằng đề xuất của Nga mâu thuẫn với thỏa thuận ban đầu, nhưng Kiev không bác bỏ ngay lập tức mà cho biết sẽ chờ quan điểm chính thức của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, những bên bảo trợ cho sáng kiến này. Sáng kiến ngũ cốc biển đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11 2022 và sẽ được gia hạn tiếp sau ngày 18 tháng 3 tới đây. Thỏa thuận được cho là sẽ giúp xuất khẩu nông sản từ Nga và Ukraine ra thế giới. Phát biểu khi tới thăm công ty hàng không Ulan-Ude Aviation Plan ngày 15 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến các số liệu kinh tế tích cực của nước này, đặc biệt nêu rõ thu hoạch vụ mùa của nước này đã đạt 153 đến 155 triệu tấn, mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Nga. Tổng thống Putin cũng nêu rõ tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện ở mức thấp kỷ lục là 3,6%, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trước đại dịch COVID-19 là 4,7%, trong khi đó thu nhập ở Nga tăng nhẹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, tất cả những yếu tố này đã góp phần dẫn đến tăng trưởng thương mại nội địa. Cũng trong chuyến thăm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng các doanh nghiệp Nga có thể dễ dàng thay thế các công ty nước ngoài rút khỏi thị trường Nga. Ông nhận định khi các doanh nghiệp phương Tây rời đi, họ cho rằng kinh tế Nga sẽ gặp khó khăn. Trên thực tế, các doanh nghiệp Nga vẫn phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn và có mạng lưới kết nối trên toàn thế giới. Nhờ đó có thể dễ dàng thay thế những công ty đã rời đi. Mỹ và Philippines đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc tập trận chung mang tên Balikatan dự kiến kéo dài trong 3 tuần. Khoảng 17.000 binh sĩ, trong đó có 12.000 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận này. Theo kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên lực lượng hai bên tiến hành huấn luyện bắn đạn thật. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang có xu hướng nồng ấm trở lại với một thỏa thuận quân sự mới được công bố vào đầu năm nay. Ngày 14 tháng 3, Meta, công ty mẹ của Facebook, thông báo kế hoạch cắt giảm thêm 10.000 việc làm, đồng thời sẽ không tuyển dụng cho 5.000 việc làm còn trống trong bối cảnh công ty truyền thông xã hội này đang tìm cách giảm chi phí hoạt động. Cụ thể, công ty sẽ giảm quy mô của nhóm tuyển dụng và tiếp tục cắt giảm nhóm công nghệ vào cuối tháng 4, sau đó là nhóm kinh doanh vào cuối tháng 5 tới. Giám đốc điều hành Meta nêu rõ, việc cắt giảm nhân sự này nhằm xây dựng bộ máy công ty tinh gọn, chuyên môn hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới tầm nhìn dài hạn của công ty. Meta tiếp tục báo cáo lợi nhuận và doanh thu sụt giảm do thị trường quảng cáo trực tuyến kém sôi động và sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khác như TikTok. Cụ thể, doanh thu những tháng đầu năm của Meta là gần 32,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành giải trí Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về khả năng nắm bắt xu hướng vũ trụ ảo Metaverse. Nhiều công ty âm nhạc tại nước này đang chạy đua trong việc phát triển các nhóm nhạc ảo với kỳ vọng trong tương lai có thể thay thế các thần tượng ngoài đời thật. Đây là một ban nhạc K-pop, ngoại trừ việc họ không tồn tại bên ngoài thế giới thực. Bốn thành viên của Maze là những thần tượng ảo trên một sân khấu ảo và mọi màn trình diễn của họ đều được tạo ra từ máy tính. Những người tạo ra nhóm nhạc Maze đã phát triển các công cụ mới cùng trí tuệ nhân tạo nhằm thiết kế biểu cảm khuôn mặt. Công nghệ này có thể khiến cho chuyển động cơ thể, quần áo và tóc của các thần tượng trở nên tự nhiên. Chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu nhóm nhạc này trên các nền tảng khác như trò chơi điện tử và đặc biệt có thể cho phép chúng tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng thần tượng ảo chưa thể thay thế thần tượng người thật. Thần tượng ảo có thể tốt hơn thần tượng người thật vì họ không dính vào các vụ scandal. Tuy nhiên, tôi nghĩ con người ảo vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của những fan hâm mộ K-pop như tôi. Những người tạo ra nhóm Maze đang hy vọng thu hẹp khoảng cách này bằng cách đẩy mạnh sự hiện diện của họ trong thế giới ảo. Thay vì tổ chức các buổi hòa nhạc, họ đã quảng bá bản thân thông qua một bộ truyện tranh trên mạng, cũng như xuất hiện trong các trò chơi điện tử. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.